Đây là của đội Nam ạ. Vâng, đội Nam trường Xuân Khanh. Toàn những anh tay to và đều đến rất là đẹp trai ạ. Vâng. Đây là món thịt xiên lỗ. Một trong những món ăn mà không thể thiếu được trong những ngày có nhà có cỗ ạ. Vâng, xin mời nhá. Đấy, bác Thư đã thưởng thức một món nếm thử. Vâng, bác Thư cảm nhận thế nào nhỉ? Ngon quá. Rất ngon, vâng, đấy. Còn đây là thầy Bình ạ. Vâng, thầy đang nướng món này, nó gần như kiểu giả cầy quá. Vâng. Rất ngon ạ. Vâng, thơm quá. Quá thơm luôn. Nhà không nuôi được cầy nên để vâng. Tôn ơi. Dạ. Sang phòng em cầm một can rượu. Đây. Cốc này. Xong chưa? Hết lại chim chưa? Vào nặn thịt. Vào đây để nặn thịt. Vâng, em sắp xong rồi ạ. Vâng, để em giới thiệu từng bà bác một cho nó lịch sự. Thôi. Nhanh, không kịp giờ chị em ăn chết giờ. Đây là thầy Lâm trẻ nhất trường ạ. Vâng, thầy sinh năm 199X ạ. Vâng. Còn đây là thầy Ngọc đầu to ạ. Vâng. Còn đây là anh Tùng thể dục ạ, anh Hùng dạy lý ạ. Và anh Thịnh thư ký hội đồng nhà trường ạ. Anh xa xa kia là anh Hải đang nấu món gì mà ngon thế ạ. Vâng. Wow, món lolokati ạ. Vâng, một trong những món ăn rất ưa thích của các người Nam. Vâng. Món này chỉ có anh Hải điệu dạo diễn thì mới ngon được ạ. Vâng. Tiếp theo anh Lưu Văn Hưng đang thái lolokati ạ. Vâng. Anh Tuân đẹp trai đây rồi. Anh đang mang găng tay để chuẩn bị bóp thịt ạ. Vâng. Anh Hồng đang chỉ đạo võ thuật món thịt xiên lỗ ạ. Thực sự hôm nay là đúng là ngày hội ẩm thực ạ. Vâng. Hẹn các bác ở các đợt tiếp theo. Bây giờ phải bắt tay vào làm thì thôi các bạn. Rồi, chào các bạn nhé.